Ok, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại với Lâm Huy Audio. Và trong ngày hôm nay thì bên em rất là vui các bác nhé. Lại tiếp tục thêm một cấu hình combo nữa được lên đường. Đi lắp đặt cho anh Trung Hiếu ở thị trấn Thứa này, Nương Tài, Bắc Linh. Đã tin tưởng với Lâm Huy và đặt cho mình một cấu hình combo chỉ với 24.900.000 các bác nhé. Và anh đã cọc trước cho bên em 2 triệu rồi. Cọc trước 2 triệu đồng rồi các bác nhé. Đấy, và bên em đang tiến hành test trước khi đi lắp đặt cho anh Trung Hiếu đây. Và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Trung Hiếu rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Và một cấu hình combo, sự kết hợp giữa đẩy liền vang X36, đây là đẩy liền vang số các bác nhé, và một đôi loa V12S này. Đấy, hiện tại thì anh em đang tiến hành khui toàn bộ vỏ thùng các bác nhé, và test hàng toàn bộ nguyên anh nguyên kiện các bác nhé. Vẫn còn tem nguyên zin này. Đấy, tem nguyên zin đây. Đấy, đầy đủ nhé các bác nhé, vẫn còn tem này. Đấy, bây giờ bên em mới đập hộp này đúng không ạ? Và bên em sẽ tặng cho anh thêm một bộ mic nữa, đó chính là DT22 các bác nhé. À, đây là một bộ mic DT22 đây. À, đấy từ thương hiệu Everpro. Đây là một cấu hình có thể nói đồng bộ của Everpro. Cấu hình này mà các bác chơi trong không gian gia đình nhà mình thì quá là ok rồi. Hát karaoke chế độ vang nhại cực kỳ tốt rồi, đúng không ạ? Chỉ với tất cả cấu hình combo này, chiết khấu đầy đủ đi rồi thì chỉ còn có 24.900.000 thôi các bác nhé. Đã đầy đủ chiết khấu rồi mà tặng kèm ngay cho các bác thêm một bộ mic nữa, trị giá 2.200.000, đúng không ạ? Một phần quà hết sức để ưu đãi trong cái mùa hè nắng nóng này rồi. Đấy, quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Và đầu tiên thì em sẽ đi qua hình thức về cấu hình combo này nhé. Đầu tiên là về hình thức đôi loa này. Đây là một chiếc loa full các bác nhé. Chiếc loa full bass 30. Một bass 30 này, bên trên sẽ một củ dép kèn. Đấy, khổng lồ bên trên này luôn, đúng không ạ? Ở bên ngoài thì các bác nhìn sẽ có một cái lưới chắn chuột bên trong. Và bên trong là lớp bọt biển để chống bụi các bác nhé. Nên các bác không nhìn sâu vào bên trong được. Đấy. Bên ngoài sẽ là một lớp bằng mặt mạ nhôm phai cao cấp này. Đấy, tạo cái độ cứng cáp hơn cho con loa nhé. Và tránh được những tác động trực tiếp thẳng vào bát loa đúng không ạ? Đấy, một thiết kế rất là hiện đại rồi, đến từ Everpro. Một mẫu loa full có thể nói là tâm huyết, không có điểm chê các bác nhé. Đấy, bên dưới này sẽ là logo của Everpro này. Đấy, tem chống hàng giả này, hàng nhái này, đúng không ạ? Đấy, và đây là nguyên đai nguyên kiện của con đẩy liền vang X36 này. Đập hộp nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, khi mở hộp ra thì bên trong đây, các bác nhìn này, sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng này. Đấy, dành cho những bác nào chưa biết sử dụng con đẩy liền vang này. Đấy, các bác có thể tham khảo qua cái quyển này nhé các bác nhé. Đấy. Và dây cổng cắm từ máy tính ra này. Đấy. Ổ nguồn con này thì đã trực tiếp thẳng vào trong con đẩy liền vang rồi, nên các bác không cần cắm thêm ổ nguồn các bác nhé. Đấy. Đây là hai cái tai các bác nhé. Đây là hai tai này. Hai tai này thực chất ra thì các bác thích nắp cũng được mà không thích nắp cũng được, đúng không? Theo cái yêu cầu của các bác. Đấy, các bác thích nắp vào thì em sẽ lắp vào cho. Nếu mà không chính nắp thì thôi. Các bác để như thế này cũng ok, đúng không ạ? Và về công suất của con loa này thì đâu đó chỉ rơi vào tầm xem nào, em xem nhé. Đây. Công suất của loa thì đâu đó chỉ rơi vào tầm 550 đến 759W thôi các bác nhá. Độ nhạy là 98 dB này. Trở kháng là 4 đến 8 ohm. Đấy, tem bảo hành đầy đủ này. Và con này nó có cổng logic luôn nhé các bác nhá. Đấy, tín hiệu cộng đồng đây. Everpro V12S. Đấy, số seri này. Bên trên sẽ là lỗ thông hơi các bác nhé. Bên trong sẽ có lưới chắn chuột bên trong này, để các bác chơi thoải mái không sợ chuột vào các bác nhé. Đấy, con này thì treo tường cũng được, mà các bác để lăng cũng được, thoải mái. Đầy đủ ốc vít để các bác hỗ trợ treo tường. Đấy, và tiếp theo là con đẩy liền vang X36 này. Hình thức bên trong con này, với phiên bản này thì bên em đang cung cấp ra với hai bản các bác nhé. Hai phiên bản chính, thứ nhất là màu gold và thứ hai là màu đen các bác nhé. Màu đen người ta gọi là black đấy. Và ở đây màn hình này. Đấy. Mặt trước con này thì thiết kế bằng mặt mạ nhôm phay cao cấp rồi, rất là đẹp. Ở đây là sẽ một cái lớp đề căng các bác nhá, dán bên trên này, đúng không ạ? Chống xước này. Con này thì màn hình hiển thị thông số sẽ ở đây các bác nhá. Đấy, model là DAC X36 này. Con này để liền vang số nên các bác sẽ không thấy những nút cờ dưới này nữa. Các bác có thể chỉnh trực tiếp trên máy tính các bác nhá. Đấy, như bên em thì đi nó đặt, đúng không ạ? Bên em sẽ set up này, cài đặt đầy đủ các chế độ để các bác có thể chơi được trong không gian gia đình nhà mình. Đấy, và bên em sẽ cài đặt theo không gian gia đình nhà mình các bác nhé. Đấy, có 6 chế độ chuyển đổi này. Đấy, các bác có thể chuyển chế độ ở Moze này. Đấy, input này thì các bác có thể chuyển chế độ đồ vào, ví dụ như USB này, cổng quang này, hoặc là AUX1, Bluetooth gì đấy, đúng không ạ? Đấy, có chế độ feedback luôn này, hỗ trợ các bác hát karaoke các bác nhé. Đấy, echo effect này, volume tổng này, volume tổng của mic này, volume tổng của music này. Và có một cái đặc điểm đặc biệt đối với tất cả cái volume của con này thì đều là vô cực các bác nhé. Đấy, các bác vặn thoải mái luôn. Đấy, chơi đến nút kịch đúng không ạ? Đấy này. Đấy, các bác vặn thoải mái luôn. Bên dưới sẽ là lỗ tản nhiệt này.
đấy, công tắc bật mở đây. Đấy, một chút nữa thì mấy anh em sẽ căn chỉnh cho các bác cùng xem. Đấy, một chút nữa thì anh em sẽ căn chỉnh cho các bác cùng xem nhé. Bên trên sẽ là một tem bảo hành. À, xin lỗi các bác, là tem chống hàng giả nhá, công ty Everpro rồi. Đấy, đối với tất cả những sản phẩm của EB thì luôn luôn có tem chống hàng giả có nhé. Đấy, mã QR. Các bác có thể vào trực tiếp website các bác tra về sản phẩm mình nhé. Và website này, đấy, các bác tra trực tiếp về tất cả những sản phẩm này trên website EB thì mình em đang hỗ trợ giá rất là cao rồi. Đấy, các bác chơi thoải mái các bác nhé. Đấy, và tiếp theo đó chính là bộ mic đây, bộ mic DT22 các bác nhé. À, đây là bộ mic DT22 đây, mà phần quà bên em tặng kèm theo các bác nhé. Đấy, khui thùng luôn đúng không ạ? Tất cả sản phẩm mới 100% các bác nhé. Đấy, đây là một bộ mic bên em muốn tặng kèm theo các bác nhé. Ok, em màn hình đây, mặt mạ nhôm phai cao cấp rồi. Đấy, một bản rất là đẹp rồi, model là DT22 này, các bác nhìn này. Bộ mic này thì em đang bán với cung cấp ra với giá là 2.200.000 đồng các bác nhé. Đã được hỗ trợ giá rồi. Đấy, một bộ mic rất là bắt mic, rất là hay như này. Tay mic đây, tay mic cầm rất là đầm tay các bác nhé. Bộ này hát rất là bắt mic luôn. Đấy, một phần quà trị giá 2.200.000 đồng. Đấy, khi mua cấu hình combo bên em, và bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà. Đấy, bán kính dưới 100 km. Ok, và tiếp theo thì bên em sẽ đập hộp nguyên anh nguyên kiện chiếc súp F15K, F15 Pro cho các bác cùng xem nhé. Nguyên anh nguyên kiện đây, vẫn một tem liêm phong bảo hành công ty này. Đấy, vẫn một tem liêm phong nguyên các bác nhé. Đấy, anh em sẽ đập hộp đây, em vỏ thùng của nó bên ngoài đây. Đấy, khi mở hộp bên trong ra thì các bác sẽ thấy một dây nguồn này. À, đối với tất cả những dây nguồn của EB Pro thì đều là ba chân các bác nhé. Đấy, dây nguồn rất là xịn luôn đúng không ạ? Đấy, xốp trong xốp ngoài rồi. Đấy, những khi đi lắp đặt thì em test hàng rất là cẩn thận các bác nhé. Đấy, kiểm tra hàng rất là cẩn thận luôn. Đấy, bên trong đây. Đấy, bên trong đây. Cái này thì xúc bát 40 rồi, xúc bát mặt coi nhé. Đấy, gần cao su. Đấy, bên trong sẽ là bát 40 gần cao su các bác nhé. Đấy, bên ngoài này sẽ là lớp bột biển này để chống bụi này và chống những con côn trùng có thể bay trực tiếp vào trong bát loa đúng không ạ. Bên ngoài sẽ là một lớp bằng mặt mạ nhôm phai cao cấp này. Đấy, để tạo cái độ cứng cáp vào trong súp đúng không ạ. Tránh được những tác động trực tiếp thẳng ở trong bát loa này. Bên dưới này sẽ là logo của EB Pro đây. Đấy, được dập vào cái màng căng này đúng không ạ. Bên trên sẽ là tem chống hàng giả nhái công ty EB Pro này. Trên này thì được dập chìm một cái mã QR của website, được dập chìm thẳng vào đây đúng không ạ. Một sơn sần rồi. Con này thì bên em đã làm khá nhiều video rồi, cũng như là nội thất bên trong con này đúng không ạ, chi tiết con này rồi. Đấy, các bác có thể tham khảo qua những video cũ bên em nhé. F15 Pro đúng không ạ. Hiện tại thì với mẫu súp này thì bên em đang trợ giá rất là cao. Đấy, chỉ còn có 6.900.000 đồng thôi, bao ship toàn quốc các bác nhé. Đây là phân khúc súp tự ngắt đầu tiên tại Việt Nam. Đấy, rất là ok. Con này thì tần số cắt xuống rất là sâu các bác nhé. Công suất dao động sẽ từ 950W đến 1650W này. Đấy, nành rất là khỏe luôn này. Con này bên trong chạy bố sổ saken rồi. Đấy, và ngay bây giờ thì em sẽ tiến hành test chất lượng âm thanh của con combo này cho tất cả các bác cùng cảm nhận qua nhé. Để cảm nhận rõ chất âm hơn thì các bác lên đeo tai nghe vào để cảm nhận rõ hơn nhé các bác nhé.